Chào nha. Thời gian qua thì trên mạng thì có xôn xao rất nhiều về cái vấn đề mà làm loại xăng thông qua một cái bộ làm loại xăng thì cũng úp mở rất là nhiều. Thật ra thì trong cái bộ làm loại xăng đó thì có một bộ thông bét hàn và cắm mũi khoan, rồi một số những cái bí kíp, rồi họ có thể thay đổi một số những cái đường gió, rồi đường lơ, và để đưa cho một cái tỷ lệ hòa khí vào trong động cơ nó thay đổi so với cả những cái thông số của nhà sản xuất. Nhưng ngày hôm nay đấy, mình làm một cái clip nhỏ ở trên những cái chiếc chế này, thì đây là những chiếc chế mà nó là cái mô hình dạy học được khoan bổ tận ruột từng chiếc chế một, để cho anh em có thể hiểu được những cái hoạt động trên một cái chiếc chế. Từ lúc khởi động, rồi lúc nổ ga ti, tăng tốc, rồi chạy tốc độ cao thì như thế nào. Thì có thể là trong khuôn khổ của một cái độ dài của clip thì cũng có thể là nhiều anh em cũng có thể là chưa hiểu được chắc chắn hết tất cả những cái toàn bộ, nhưng mà trên cái vấn đề làm loại xăng mà xôn xao trong thời gian vừa qua đấy, thì mình cũng sẽ cố gắng để hướng dẫn anh em những cái cách làm. Để rồi anh em có thể là tự làm, rồi tự kiểm chứng trên các cái địa hình, rồi các cái điều kiện hoạt động, rồi các cái thời tiết ở các cái vùng miền khác nhau, trên một chiếc xe được thay đổi rồi nó mang lại những lợi ích gì, đặc biệt là về màu buji này, về chế độ hoạt động ổn định của động cơ và trên các mọi địa hình. Thì ở trên đây thì mình sẽ lấy một cái chế hòa khí đơn giản nhất, đó là chế hòa khí của xe Super Dream. Trên chiếc chế hòa khí này thì đã được mổ ra tận ruột, thì mình có thể nhìn thấy hai cái đường hoạt động chính trên một chiếc xe, hai cái mạch xăng chính trên một chiếc xe. Thì ở đây mình không nói về cái le này nữa, vì cái le này thì là đóng họng gió lại để bớt gió này, để có thể là cái việc khởi động nó dễ dàng. Nhưng ở đây thì mình sẽ chỉ cho mọi người cái đường gió. Thì ở đây thì mình sẽ thấy này, đây mình chỉ cho mọi người, đây là cái đường gió chính, đường gió chính để đi vào cái lơ chính này đó. Thì đây là các cái ống tia để nó xé tơi xăng trước khi đi lên ở cái cối này đấy. Và cái lượng xăng đi lên nhiều hay ít thì phụ thuộc vào cái tiết diện giữa cái kim ga và cái lỗ ở đây đó. Thế thì cái việc thay đổi mà họ có thể dùng ấy, đó là việc mà dùng cái các cái đầu bét hàn, thông bét hàn để thông cho cái lỗ gió. Ở đây mình quay cho mọi người nhìn nó sát một chút, mình tháo ra đó. Thì ở đây cái đường gió của nó, đường gió Zinner này, đường Zinner gió mình hay gọi đây, cái đường cái nhỏ nhỏ này nó là xích lơ gió. Thì chúng ta có thể là cái cách làm ấy thì là sẽ dùng cái đất thông hoàn để làm thông rộng cái đường xích lơ gió này ra một chút đó, để mục đích là gió từ đây đi vào được nhiều và nhiều hơn đó, là cái thứ nhất. Thứ hai nữa là có thể là họ dùng một cái mũi khoan mũi khoan nhỏ, hay là 1 ly 2, 1 ly 3, 1 ly 4, tùy theo từng cái đời chế hòa khí để khoan rộng cái lỗ này đi ra một chút để lượng gió nó đi vào. Rồi đồng thời thì trên cái dây lơ chính này, trên dây lơ chính này thì bạn ấy là trên cái dinh nó chính thì nó có cái phần G đây, thì họ mài đi, đây là cái dinh lơ mà mình mài đi đó. Thì mình nghĩ rằng là mục đích của cái việc mài này thì có thể là để cho nó không bị vướng quá nhiều đường gió, hoặc là nó thông thoáng ở cái khu vực này ra. Đó. Và đặc biệt là trên cái đường dinh nơ phụ cũng vậy.
đây thì mọi người nhìn đấy, cái đường dinh nơ phụ, đường gió và dinh nơ phụ nó đi vào đây. Thì cái đường dinh nơ phụ này thì cũng tùy đời xe, thì theo cái cách làm thì cũng có người khoan rộng thêm một chút nữa. Đó. Có người là khoan rộng cái đường dinh nơ gió phụ ra, thì đây là đường dinh nơ gió phụ này. Đây là đường dinh nơ gió phụ. Còn đây là đường dinh nơ gió chính. Đó. Thì họ sẽ khoan những cái đường này ra. Đó. Thì mục đích thì theo như họ nói thì là cái việc là làm vậy để tạo một cái xoáy lốc để đưa cái xăng mà trước khi vào bùng đốt nó có thể được tơi hơn nữa. Thì mình cũng rất đồng quan điểm với cái việc mà tạo một cái luồng xoáy lốc đối với chế hòa cái hòa khí để đi vào, vì cái việc đó là họ làm cho cái việc mà động cơ rất dễ bắt lửa, rất dễ cháy và cháy triệt để, sinh công suất triệt để. Đó là cái mà cải tiến thì mình thấy rất là tốt. Nhưng nếu thay đổi được cái tỷ lệ hòa khí, thay đổi tỷ lệ hòa khí so với cái tiêu chuẩn của nhà sản xuất thì cũng có thể là sẽ không thể phù hợp với tất cả các cái địa hình xe, các cái điều kiện hoạt động xe. Bởi vì một cái xe, cái chế hòa khí hoặc là một cái xe được đưa ra thị trường đối với nhà sản xuất là sẽ phải phù hợp với tất cả người sử dụng, tất cả điều kiện thời tiết, điều kiện địa hình, điều kiện vận hành của xe. Đó. Thế nhưng mà nếu mà chúng ta thay đổi như thế này đấy, cũng có thể là sẽ phù hợp với địa hình bằng phẳng hoặc là thời tiết nắng ấm, dẫn đến có thể là dễ khởi động. Nhưng mà đối với những cái xe mà phải hoạt động ở những cái địa hình nó khắc nghiệt, trở tải thì cái này thì nếu như anh em nào mà có làm ấy, thì cũng sẽ phải theo dõi này, để ý này, test thật kỹ các cái điều kiện hoạt động như vậy để có phù hợp với việc mà chúng ta thay đổi và can thiệp cái chế hòa khí hay không. Thế còn việc sâu xa hơn nữa thì anh em có thể là nghiên cứu thêm về những cái bộ chế hòa khí. Ví dụ như ở đây thì mình có chế hòa khí xe ga. Đây là cái chế hòa khí cũng đã được bổ rồi, trên cái chế hòa khí rất cổ của ngày xưa. Đó. Thì ở đây thì mình nói thì để cho mọi người hiểu cái cách làm. Thì quan trọng nhất là cái đường dinh nơ gió này, chúng ta sẽ khoan ra là bao nhiêu này, rồi hạ cái g trên cái chế hòa khí ở trên cái ống thông hơi xếp bọc này đi. Đó là cái cách làm mà mình thấy là xôn xao trong cái thời gian vừa qua. Thì để mà làm như thế này ấy, thì mình, cá nhân mình thì mình cũng không phản đối, nhưng mà cũng không ủng hộ. Thế còn cái việc mọi người này mà có muốn trải nghiệm và thử thực tế trên cái địa hình mà nơi mình làm ấy, thì mỗi anh em cũng có thể là tự thử để xem là cái hoạt động như nào, có phù hợp với những khách hàng của mình hay không. Đó. Chứ còn cách làm thì cũng không có gì là phải cầu kỳ rồi bí mật như thế nào hết cả. Thì mong anh em có thể là thử nghiệm và đưa ra những cái quyết định của mình trên những chiếc xe mà khách hàng của mình có yêu cầu. Còn cá nhân mình thì quan điểm của mình thì vẫn bao giờ cũng tôn trọng cái tiêu chí của nhà sản xuất. Xin cảm ơn anh ạ.